Báo cáo về biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc là một báo động đỏ cho nhân loại. Một báo cáo quan trọng được công bố ngày 9 tháng 8 bởi Ủy ban về khí hậu của Liên hiệp quốc cảnh báo sự hâm nóng toàn cầu sắp vượt ra ngoài tầm kiểm soát một cách nguy hiểm. Thế giới chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự biến đổi khí hậu nhiều hơn nữa trong nhiều thập niên, nếu không phải là nhiều thế kỷ sắp tới. Báo cáo của các nhà khoa học thuộc Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC cho biết con người phải chịu trách nhiệm không thể chối cãi. Hành động nhanh chóng để cắt giảm sự phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính có thể hạn chế một số tác động, nhưng đã có những tác động hiện đang diễn ra. Các đợt nắng nóng chết người, các trận cuồng phong khổng lồ và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác đã và đang xảy ra sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ riêng ngày 9 tháng 8, 500.000 mẫu rừng ở tiểu bang California bị thiêu cháy, trong khi ở Venice, du khách lội trong nước ở quảng trường San Mark. Dựa trên hơn 14.000 nghiên cứu khoa học, báo cáo của IPCC đưa ra bức tranh toàn cảnh và chi tiết nhất về việc biến đổi khí hậu đang thay đổi thế giới tự nhiên như thế nào và những thảm họa có thể còn ở phía trước. Báo cáo cho biết, trừ khi nhân loại hành động ngay lập tức, nhanh chóng và trên quy mô lớn để giảm lượng khí thải nếu không thì nhiệt độ trung bình toàn cầu có khả năng đạt hoặc vượt qua mức gia tăng báo động 1,5 độ C trong vòng 20 năm. Cho đến nay, những cam kết cắt giảm lượng khí thải vẫn chưa đủ để bắt đầu làm giảm mật độ khí gây hiệu ứng nhà kính tích tụ trong khí quyển, chủ yếu là CO2 phát thải từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Báo cáo cho biết, lượng khí thải rõ ràng do hoạt động của con người gây ra đã đẩy nhiệt độ trung bình toàn cầu lên 1,1 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp và đã có thể tăng thêm 0,5 độ C nếu không có tác động của ô nhiễm trong bầu khí quyển. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi nhân loại chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nhiệt độ vẫn sẽ gia tăng do không còn các chất ô nhiễm trong không khí đi kèm theo với việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch hiện đang phản xạ một phần sức nóng của mặt trời. Mức tăng 1,5 độ C thường được coi là mức cao nhất mà nhân loại có thể đối phó mà không phải chịu những biến động kinh tế và xã hội trên diện rộng. Với mức gia tăng 1,1 độ C hiện nay đã đủ để tạo ra thời tiết khắc nghiệt. Năm nay các đợt nắng nóng đã làm chết hàng trăm người ở Tây Bắc Thái Bình Dương và phá vỡ các kỷ lục trên khắp thế giới cháy rừng do nắng nóng và hạn hán đã quét sạch toàn bộ các thị trấn ở miền Tây Hoa Kỳ, thải ra một lượng khí thải CO2 kỷ lục từ các khu rừng ở Siberia và khiến cho người dân Hy Lạp phải rời bỏ nhà cửa trên những chiếc phà. Nếu nhiệt độ gia tăng lên hơn nữa, có thể có nghĩa là ở một số nơi, con người có thể chết khi đi ra ngoài trời. Một số thay đổi đã diễn ra lớp bằng trên đất liền của Greenland gần như chắc chắn sẽ tiếp tục tan chảy và làm mực nước biển dâng cao và sẽ tiếp tục dâng cao trong nhiều thế kỷ tới khi các đại dương ấm lên và mở rộng. Theo các nhà khoa học khí hậu thực hiện bản báo cáo, nếu chúng ta giới hạn được càng nhiều sự hâm nóng địa cầu thì chúng ta có nhiều khả năng làm chậm hoặc tránh những thay đổi đó. Nhưng ngay cả việc làm chậm sự biến đổi khí hậu, thế giới Hiện không còn nhiều thời gian. Nếu lượng khí thải được cắt giảm trong thập niên tới, nhiệt độ trung bình vẫn có thể tăng 1,5 độ C vào năm 2040 và có thể tăng 1,6 độ C vào năm 2060 trước khi ổn định. Còn nếu thế giới tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại thì mức tăng có thể là 2 độ C vào năm 2060 và 2,7 độ C vào cuối thế kỷ này. Trái đất chưa bao giờ nóng như hiện nay kể từ cách đây khoảng 3 triệu năm khi tổ tiên đầu tiên của loài người xuất hiện và các đại dương cao hơn 25 mét so với ngày nay. Tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nếu sự hâm nóng kích hoạt các vòng phản hồi phát ra nhiều khí thải carbon hơn, chẳng hạn như sự tan chảy của lớp băng ở Bắc Cực hay sự tàn lùi của các khu rừng trên toàn cầu. Theo các kịch bản với lượng khí phát thải cao này, trái đất có thể bị nướng ở nhiệt độ cao hơn 4,4 độ C so với mức trung bình trước thời kỳ công nghiệp vào hai thập niên cuối của thế kỷ này. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, mô tả báo cáo này là báo động đỏ cho nhân loại. Ông nói trong một tuyên bố, chuông báo động lớn đến chói tài, báo cáo này phải là hồi chuông báo tử cho than đá và nhiên liệu hóa thạch trước khi chúng hủy diệt hành tinh của chúng ta trao đổi với hãng thông tấn Reuters, nhà hoạt động môi trường cô Greta Thunberg kêu gọi công chúng và truyền thông gây áp lực khổng lồ để buộc các chính phủ hành động. Trong 3 tháng nữa, Hội nghị về khí hậu COP26 của Liên Hiệp Quốc ở Glasgow, Vương quốc Anh, sẽ cố gắng vận động các quốc gia trên thế giới, đóng góp tài chánh và thực hiện những hành động khí hậu quy mô hơn. Thủ tướng Vương quốc Anh, ông Boris Johnson, nói ông hy vọng bằng báo cáo sẽ là lời cảnh tỉnh cho thế giới cần phải hành động ngay bây giờ trước khi gặp nhau ở glasgow tổng thống hoa kỳ ông joe biden đã đăng trên twitter chúng ta không thể chờ đợi trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu các dấu hiệu đã rõ ràng chúng ta không thể phủ nhận khoa học và cái giá của không hành động đang tiếp tục gia tăng